Rồi, video này chào mấy bác nha. Hôm nay em đến với một nhân vật chính của bên em. Thì đây là một con chế, thì từ từ em sẽ nói về nó. Thì nhiều bác kêu sao mà chế Nhật này nó quăng ra hết, mà nó đi nó thay chế tàu vô, rồi như này như kia. Thì những bác đó chứng tỏ không xài những cái máy này đâu. Không, chứng tỏ những bác đó không bao giờ xài máy cắt cỏ. Những con chế bít tông ga này gần như rất khó sử dụng, cái độ ổn định nó không có, thì em mới phải thay ra, em lên chế ga ngang. Bởi vì em đã chứng minh, em đã gặp rất nhiều trường hợp những anh khách mua ở những nơi khác luôn, gửi đến đây em lên chế cho, gửi đến đây em lên chế, lên đầu nó tốn một mớ tiền, nó tốn tiền gửi đi gửi về, tiền chế, tiền này tiền nọ. Thì thay vì vậy thì thà em lên chế luôn đấy, em nói thiệt, thật sự là vậy. Một video rất là bổ ích cho mọi người coi đó. Chứ nhiều anh khách kêu là mình sao chế này nó quăng hết ra, nó thay chế tàu vô, sao ăn ở thất đức vậy đồ. Em làm là em chẳng qua là em muốn cho mọi người có con chế hai kim, về sau này mọi người chỉ việc ra ngoài tiệm mua cái chế này ráp vô là xong, thấy chưa, rất là đơn giản. Thì bây giờ em không nói về vấn đề đó nữa, bởi vì những anh khách mua máy bên em đa số là em lên chế hai kim hết đó. Mọi người nghiệm lời em nói coi, bên em chế là đa số lên hai kim, chế tàu thôi, nhưng mà chế tàu chạy ngon. Đấy, em nói thiệt, chế tàu nhưng mà tàu chạy ngon, tàu xịn. Chứ không phải tàu mà tàu tầm bậy, tàu khựa. Đấy, tàu mà tàu đến nỗi năm cha bảy mẹ tàu không xài được. Thì bây giờ em đến một con chế. Tại sao mà em phải thay chế tàu mà em không thay chế Nhật? Thì đơn giản thôi. Cái chế này bằng nửa tiền con máy. Đơn giản vậy thôi. Thay vì chế kia thì mất hơn trăm, cái chế này em lấy vô 650 một cái này, nghe mấy bác nha. Đó, đây là chẳng qua khách yêu cầu bên em lấy để mà ráp vô một con S45 thì em mới dám lấy nó về đó. Em nói thiệt, đó là em lấy tận vốn tận gốc luôn đó. Giá 650 một cái. Đây mọi người coi này. Và khui ra một phát là xong luôn, nó không cho khui luôn đó. Nếu như bây giờ mà mình cái này nó may mí lại hết, mọi người coi này, nó may lại hết toàn bộ, thấy không? Nó may lại hết, nó không cho phép mình khui ra luôn đấy. Khui ra là coi như là hết đường trả luôn, nó như thế này luôn này. Và em cũng không dám khui, chốc em sẽ điện cho anh khách. Thì bây giờ mình coi phía hình thức bên ngoài đi. Đây là một con chế OneRo của Nhật. Đây. Con này là để em coi xem mã của nó là mã gì luôn. Nó có mã chế. Chế 430 này thì em chưa gặp nhiều. Nghĩa là nó rất là ít. Nó rất là ít. VKK nghe mấy bác nha. Nó đóng ngay vị trí đây này. Chế này là chế VKK, là đời chế cao nhất của OneRo. VKK này 370 OneRo. Đấy, nó còn có mã số đây, là mã số 2 này, 2235. Đấy, thì em cũng chưa rành về chế này lắm đâu, nó thật sự, bởi vì rất hiếm anh khách dám chơi như thế này. Đấy, kim chỉnh này, màu đen. Đấy. Thôi kệ mẹ nó, khui luôn đi. Đấy. Làm sợ gì? Kiếm cái kéo. Đó, từ từ. Để em lấy cái kéo em khui. Có gì đâu khó. Nhiều bác phải hiểu vậy. Một cái chế này không, một cái buri bãi nó cũng đắt lắm nha. Một cái buri mà buri Nhật nó cũng đắt lắm, chứ nó không rẻ như mấy bác nghĩ đâu. Nhiều bác kêu như này như kia lung tung, nhưng mà những bác đó không xài, không hiểu. Trời ơi, nhiều bác kêu đổ sao nó ăn ở đây này, phải khui như thế này này. Sáu trăm nghìn một cái chế, đủ, nó đắt bà cố. Đây này, nó khui ra là xong luôn, hết đường trả. Bác này bác yêu cầu em mới dám đó, còn bình thường em không dám lấy em bán đâu. Đủ lấy về mà bán kiểu đó thôi, chứ con máy bán lời được 200 bạc.
mà lấy cái chế này vô 6,5 thôi chứ còn mấy. Này, mã là VKPK này. Chế One Pro Rin của Nhật đấy. Nhập mới hoàn toàn. Đấy, mọi người nhìn con chế này, nhìn nó nét ghê không? Nhưng mà thật ra em, nếu như mà cho em xài thì em chẳng quan trọng chữ chế đâu. Bởi vì mọi người biết em đã nói về một video về cái cổ chế này này. Nó siết trực tiếp vô ngay kiểu cổ full luôn. Thì cái quan trọng không quan trọng ở những cái phần đó đâu. Đấy, thật sự là vậy. Em nghĩ là chỉ uống tiền. Nhưng mà thôi, khách yêu cầu là chơi thôi. Đấy, nói thiệt sự là vậy. Chứ còn khách chịu chơi mà là mình chơi thôi. Chứ còn ba một cái chế này mà bằng bốn cái chế kia, ghê thiệt. Thì em lý giải tại sao mà em thay chế tàu thì mấy bác nghe hiểu đấy. Bằng nửa tiền cái máy. Cái máy bên em bán có 1,2 triệu bạc, 1,3 triệu bạc, 1,5 triệu bạc. Cái chế 6,5 nghìn rồi thì thôi, 6,5 triệu rồi thì ăn cái gì nữa. Đó, nói thẳng ra vậy luôn. Đấy, chế 430 này thì đồng ý nó đắt hơn chế 330 nhưng mà nó cũng cao lắm nha. Chế 330 nó cũng đắt bà cố luôn, nó không rẻ đâu. Rồi ok, vừa đập thùng con chế rồi đó. Đấy, One Pro. Mọi người biết là nó cỡ này luôn mà. Nó chuyên sản xuất luôn mà. Thì nó tiền nào thì của nấy thôi. Nhưng mà nói chung là đối với em thì em không quan trọng cái chuyện này. Còn anh qua nào quan trọng thì cứ quan trọng thôi. Còn như em không quan trọng. Rồi vậy thôi. Thì em không có muốn nói nhiều đâu. Còn nhiều anh kêu nó lợi xăng hơn. Tất nhiên một cái này nó bằng bốn cái kia thì nó phải lợi xăng hơn chút. Nhưng mà nó không nhiều. Nó không nhiều như mọi người tưởng tượng đâu. Còn uống xăng hay không ở người làm. Người biết làm nó rất là lợi xăng. Kể cả chế tàu chế Nhật đưa ra như nhau hết. Thiệt luôn. Em nói thiệt, nó chỉnh ngay cổ full luôn. Có video em nói về cái nguyên lý của cái chế đó. Thì nhiều khi mọi người không tin đâu. Nhưng đó tùy. Tất nhiên là tiền nào của nấy nó phải lợi hơn. Nhưng mà lợi hơn không đáng kể. Nói thẳng là vậy. Rồi ok, thôi vậy đi. Chứ em không muốn nói nhiều đâu. Nhiều anh bảo thủ. Thì mình cũng không nên. Bởi vì khách có tiền là chơi đâu ấy. Đâu quan trọng đâu. Mình chiều lòng khách hàng. Được lòng khách đến. Và vui lòng khách đi. Vậy là ok. Chứ còn khách yêu cầu mình mua mẹ, cỡ nào em mua 10 cái chế cũng được. 10 cái chế là hơn 6 triệu đó, 6,5 triệu đó. Mọi người cảm tưởng đi. Ai dám mua không? Em không dám mà. Em không dám. Còn anh nào dám thì cứ dám thoải mái. Rồi vừa đập thùng cái chế đó đập. Đã giá bà cố luôn đây, khui đồng hoàng này. Ghê thiệt. Đắt bà. Em đi mua mà em còn đổ mồ hôi hột. Chứ đừng nói chuyện. Rồi ok, cảm ơn mọi người nha. Thì em nói rõ ra quan điểm của mỗi người mỗi khác, thấy không? Và cái video này nó không có mất của ai cái gì cả. Coi thì cảm thấy đúng thì mình cho xin like thôi. Em đâu xin nhiều, thấy không? Chứ còn đối với em, chế tàu ở đây này, chế One Pro tàu này nha, nó cũng như ai luôn, thấy không? Nó nét, thậm chí nó còn nét hơn chế xịn luôn. Nhưng mà em khách hàng mua đồ thiệt, tiền thiệt là em đưa đồ thiệt. Chứ không bao giờ mà có chuyện đồ mà đưa đồ tầm bậy đâu. Khách này đặt là em chơi, thấy chưa? Đâu có gì đâu phải ngại. Thế nhiều anh á, tiền thiệt nhưng mà ráp đồ giả cho người ta luôn ấy. Nói thiệt, nhưng mà bên em hồi giờ chưa bao giờ mà có chuyện tiền thiệt mà đồ giả. Chắc chắn luôn. Tiền thiệt là đồ thiệt, thấy chưa? Rồi ok nha.